nấu ăn theo phim hoạt hình Movie Castle. Đẹp trai quá à. Anh này đẹp trai ghê. Với món này thì mình sẽ cho vô ba lát ba rọi y chang bà lão trong phim hoạt hình luôn. À, cái này là thịt xông khói chứ không phải ba rọi đâu nha. Sau đó mình để áp chảo xíu rồi đập thêm cái trứng vào nữa. Trong phim nó là đập ba cái trứng, còn tôi đập hai cái trứng, nhưng mà mỗi cái trứng là 2 kg. Cái phần mỡ của ba rọi nó sẽ chảy ra, sau đó dùng để chiên trứng luôn. Không biết quăng cái vỏ xuống này nó có nuốt cái vỏ của tôi giống trong hoạt hình không ta. Giờ mình sẽ quăng thử cái trứng xuống rồi nó ăn không nha. Tao nói cái phần mỡ của miếng thịt xông khói nó chảy ra nó siêu thơm luôn mọi người ơi. Mà cái âm thanh xèo xèo không cần bỏ dầu vô nữa. Ê, cái món này tôi thấy là cái màu là nghe thơm với lại ngon rồi đó. Món này là mình không có nêm nếm hết, chỉ cần bỏ thịt ba rọi xông khói vô, cái nó cái dầu á nó chảy cái mỡ ra nó ra dầu, xong cái mình chiên cái trứng lên. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó có ngon không nha. Đầu tiên mình sẽ lấy miếng thịt xông khói này. Thơm. Mời mọi người nha. Thịt xông khói này nó mặn mặn mọi người ơi. Quệt cái trứng á, ồ nó béo mà nó ngon. Ngon nha. Wow. Món này tôi sẽ ăn thường xuyên. Ngon nha. Hơi mấy bánh mì ra đúng bài.